Chờ thử, shipper đến. Vâng vâng, em xuống đây ạ. Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Một trong những cái câu hỏi mà từ trước tới nay mình luôn đặt ra đó chính là chiếc smartphone này thì phù hợp với đối tượng nào? Chiếc smartphone này thì phù hợp với những người dùng như thế nào? Vậy thì trong video hôm nay để trả lời cho câu hỏi đó, có lẽ không có gì chính xác hơn là chúng ta sẽ hỏi trực tiếp người dùng, những bạn trẻ đang có mặt tại S-Channel cũng như là anh em TV về hai chiếc máy. Xin thưa anh em, đây chính là chiếc Vivo V19, còn đây chính là chiếc Oppo Reno 3. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem là các bạn trẻ sẽ lựa chọn chiếc máy nào nhé. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về thứ mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trên một chiếc smartphone, là thứ mà chúng ta tiếp xúc ngay lần đầu khi mà chúng ta đi mua một cái điện thoại, đó chính là gì ạ? Đúng rồi, đó chính là về phần màn hình. Thứ nhất là về kích thước thì cả hai chiếc máy này đều không có quá nhiều sự đột phá về kích thước khi mà cả hai máy đều được trang bị kích thước là khoảng 6.4 inch. Với chiếc Oppo Reno 3 thì nó sẽ là 6.4, còn đối với lại chiếc Vivo V19 thì nó sẽ là 6.44 inch. Bên cạnh đó thì về cái chất lượng thì cả hai chiếc máy này đều sẽ có độ phân giải là Full HD cộng. Thành ra khi mà anh em trải nghiệm thì mọi thứ cũng sắc nét hơn, cùng với đó là góc nhìn rộng, màu sắc hiển thị tốt, nhìn chung là không có quá nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên thì có một cái điểm khác biệt mà mình nghĩ rằng là anh em sẽ nhận ra ngay khi mà anh em nhìn vào hai cái máy này. Đó chính là với chiếc Oppo Reno 3 chúng ta sẽ có một cái thiết kế màn hình theo kiểu là giọt nước. Còn đối với lại chiếc Vivo V19 ấy, thì chúng ta sẽ có thiết kế màn hình theo kiểu là nốt ruồi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây, liệu rằng màn hình có phải là yếu tố quyết định khi mà chúng ta lựa chọn mua một chiếc smartphone hay không? Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem nhé. Cái phần thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em và mình nghĩ rằng đây cũng là một phần rất quan trọng, đó chính là về phần cấu hình. Và mình nghĩ rằng là các anh em thì sẽ quan tâm tới cái phần này nhiều hơn là các bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về cái mặt cấu hình ở trên cả hai cái máy này. Với chiếc Vivo V19 thì chúng ta sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 712, được sản xuất trên tiến trình là 10 nanomet. Còn đối với lại chiếc Oppo Reno 3 thì chúng ta sẽ được trang bị con chip là Helio P90 và nó sẽ được sản xuất trên tiến trình là 12 nanomet. Nhìn chung thì như vậy, trong cái phần này thì mình biết rằng là có thể sẽ nhiều anh em nghiêng hơn về cái phần con chip Snapdragon. Tuy nhiên thì sẽ có một cái mà mình cần phải lưu ý với anh em, đó chính là cả hai chiếc máy này đều có dung lượng bộ nhớ trong rất lớn, lên tới là 128GB. Và dung lượng RAM anh em có biết là bao nhiêu không ạ? Cũng rất là khủng khiếp, đều sẽ là 8GB. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà anh em nào mua một trong hai cái máy này thì anh em sẽ không cần quá quan tâm về ảnh ọt này, game gủng này, nói chung là về dung lượng bộ nhớ trong thì mình nghĩ rằng là anh em cũng không cần quá lo lắng, tại vì cả hai chiếc máy này đều đang có cho mình lên tới là 128GB. Rồi đó là về phần con chip cũng như là về phần bộ nhớ trong. Vậy thì còn viên pin thì sao? Đối với lại chiếc Vivo V19 chúng ta sẽ có dung lượng pin là 4500 mAh, so sánh với lại Oppo Reno 3 sẽ là 4025 mAh, một con số nó khá là lẻ đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cả hai chiếc máy này thì với cái việc mà nó được trang bị viên pin là hơn 4000 mAh cũng là một điều cực kỳ đáng khen rồi. Và thậm chí là Vivo V19 thì cái sạc nhanh của nó lên tới là 33W cơ. Và nhìn chung thì nếu như mà anh em nào mà chưa hình dung được là sức mạnh nó như nào thì là trong nửa tiếng anh em sẽ có khoảng tầm 50 cho tới hơn 50% pin. Và như vậy ở phần này thì Vivo V19 nó đã nhỉnh hơn một chút về phần con chip cũng như là về phần pin. Tuy nhiên lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem là các bạn nữ và nam ở S-Channel sẽ bị thuyết phục bởi máy nào nhá. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em, và đây cũng là một trong những cái phần mà mình nghĩ rằng là các chị em sẽ thích hơn, đó chính là về phần camera. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng biết rằng là chúng ta quay nhảy TikTok nó rất là nhiều, thành ra là có một cái điện thoại sở hữu một camera tốt cũng là một nhu cầu cực kỳ cần thiết ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh về mặt thông số giữa camera ở trên cả hai cái máy này nhá. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái phần số lượng ở trên cả hai cái máy này, bởi vì anh em có thể thấy nhìn qua thôi anh em cũng thấy rằng là cả hai máy chúng ta thì đều cho chúng ta một cái binh đoàn camera với 4 camera mỗi máy ở phía sau đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cam chính với cùng độ phân giải là 48 megapixel, chúng ta sẽ còn đó camera góc siêu rộng và có thêm cả cam tele và thậm chí là còn có thêm cả camera macro ở đây nữa. Và nhìn chung về cái thông số camera sau thì cả hai máy này đều khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên có một cái điểm mà như ban nãy mình có chia sẻ với anh em, đó chính là về cái phần mặt trước. Đối với lại camera ở trên Oppo Reno 3 thì chúng ta chỉ có một cam thôi,
Còn đối với lại chiếc Vivo V19 thì anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có tới 2 camera ở phía trước. Và với 2 camera này thì thứ nhất là chúng ta sẽ có một camera selfie chính này, và thứ hai là một camera selfie góc rộng để cho anh em có thể là chụp ảnh nhóm khi mà anh em đi chơi, khi mà anh em đi xem phim, mà anh em muốn check in thì anh em có thể sử dụng cái camera này. Còn đối với lại chiếc Oppo Reno 3 thì chúng ta sẽ chỉ có một camera thôi. Thế nhưng mà nó không hề kém cạnh nha anh em. Chúng ta vẫn có thể chụp ảnh xóa phông bằng camera này. Hơn thế nữa rằng là cái độ phân giải của camera selfie của chiếc Oppo ấy, nó sẽ lên tới là 44 megapixel hơn so với 32 megapixel ở trên chiếc Vivo V19. Và đặc biệt là cả hai cái máy này thì đều sẽ có khả năng gì ạ? Đúng rồi, chụp ảnh selfie thiếu sáng. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau hỏi các bạn nữ để cho các bạn ấy trải nghiệm thử cái tính năng này, để xem là các bạn ấy sẽ lựa chọn chiếc máy nào. Cái phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay đó chính là về mặt thiết kế. Nếu như để mà nói về kích thước cả hai máy thì mặc dù cái màn hình thì như mình đã nói nó không có khác biệt quá nhiều về mặt kích thước. Còn đối với lại về cái độ mỏng thì anh em có thể thấy rằng là chiếc Oppo Reno 3 của chúng ta nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Còn đối với lại chiếc Vivo V19, tại vì là nó đang có trong mình một viên pin rất lớn, thành ra là khi mà chúng ta cầm nắm nó cũng sẽ đầm tay hơn và nó sẽ chắc chắn hơn. Bên cạnh đó thì cả hai máy đều sẽ giữ lại chúng ta rất nhiều những cái ưu điểm cũng như là những cái điểm mà mình thấy rằng là rất khó để có thể thấy được ở thời điểm hiện tại. Đó chính là gì ạ? Đó chính là jack cắm tai nghe 3.5mm. Và bên cạnh đó như mình đã nói ban nãy, cả hai máy này đều sẽ được trang bị sạc nhanh. Thế nên là chúng ta vẫn sẽ có cổng Type-C ở trên hai thiết bị này. Và nhìn chung có lẽ là cái điểm mà mình thấy rằng là nó dễ dàng so sánh nhất và dễ dàng nhận biết nhất đó chính là về phía mặt lưng. Mặc dù là cả hai máy của chúng ta đều sẽ có 4 camera, thế nhưng mà cách sắp xếp nó lại khác nhau. Đối với lại chiếc Vivo V19 thì nó sẽ sắp xếp theo kiểu là hình chữ nhật, nhìn nó trendy hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn nó sang trọng hơn, nó gọn gàng hơn thì anh em có thể lựa chọn chiếc Oppo Reno 3. So sánh như vậy là đủ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần chính, đó chính là hãy hỏi các bạn trẻ ở văn phòng S-Channel để xem là với hai chiếc máy này thì trải nghiệm của họ sẽ như nào và lựa chọn của họ là gì nhá. Em là một người thích về thẩm mỹ, thế nên là tiêu chí đầu tiên khi em chọn điện thoại sẽ là về hình thức của nó. Ý em là về thiết kế. Quan trọng nhất với em là camera với cả bộ nhớ ấy ạ. Em chụp ảnh nhiều, em cần có cái chỗ nào đấy mà không phải xóa ảnh đi. Khi mua điện thoại thì tiêu chí gọi là hiệu năng thì giá tiền là mình quan tâm nhất. Nhưng mà hai con này giá thành thì như nhau ấy, thế là bây giờ mình sẽ xem con nào hiệu năng cao hơn thì mình chọn thôi. Trước tiên là về, chắc chắn là về cấu hình rồi, bởi vì con trai cần cấu hình hơn là camera hay là chắc là pin nữa, cấu hình và pin. Quan tâm nhất là chụp ảnh đẹp, tại vì mình hay để mặt mộc cam thường nên mình cần tìm một cái máy nào chụp ảnh thật là đẹp. Em thì em thấy em thích Vivo này hơn bởi vì cái mặt lưng của nó màu hologram rất là hay. Thiết kế à? Thiết kế thì có lẽ là mình cũng không thích cái kiểu giọt nước này lắm ấy, nó cứ kiểu iPhone lỗi nào ấy, thì thôi cái kiểu dạng đục khoét này mình thấy ok hơn ấy. Mình thấy là mặt sau thì Vivo ăn đấy. Mặt sau Vivo có một cái màu, thế là nó nổi bật hơn. Thiết kế mình thích cái này hơn tại vì nó màu đen, nó đơn giản. Em thích cái này hơn tại vì là cả hai cái đều chụp nhìn rất ảo ấy, nhìn ảo lắm, nhưng mà cái này nhìn nó vẫn tự nhiên hơn. Với cả là cái này khi mà nó, tức là mình vừa mở cái selfie lên nó đã tự make up các thứ cho mình ấy, nhìn nó hơi đậm anh ạ. Thì là một người quay phim ấy thì mình không quan tâm camera lắm, bởi vì mình sẽ có máy cái ảnh riêng rồi ấy, nhưng mà những tình huống mà kiểu cực sợ cháy ấy, thì camera điện thoại rất quan trọng. Thì nhìn chung là con nào mình sẽ thường không quan tâm đến phần chụp ảnh lắm, thì mình quan tâm phần quay phim. Thì trong thế mình thấy hai chất lượng quay phim của hai con này thì quay phim đâu, quay video đâu. Ngoài ra thì nó còn cũng có sử dụng nhiều lens hơn để cho nhiều tình huống ấy. Mình thấy chắc là về phần quay phim thì con Oppo Reno sẽ nhỉnh hơn một chút. Đây, con Oppo này thì sẽ là cái màu nó sẽ đẹp hơn ấy, mình thấy là đẹp hơn, và nó cái con Vivo ấy màu nó sẽ bị nhạt. Đó, thì màu ở bên Oppo thì sẽ mình thấy sẽ đẹp hơn và nó đậm hơn. Tùy con mắt của người dùng, nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ thích màu của Oppo hơn. Đây là hai ảnh khác hẳn nhau luôn. Nhưng mà cái này hơi màu nó bị đậm quá này, với cả cái da mặt nó cứ bị đỏ ấy. Đây. Còn cái này mình thích màu của cái máy này hơn. Ừ, vì da nó trắng. Thế thôi à? Da trắng là thích à? Khó nhỉ? Bởi vì hai máy cũng gần gần như nhau ấy. Em sẽ chọn máy
Vivo này. Bởi vì thứ nhất em đã nói rồi, đó là em thích thiết kế của nó vì thiết kế của nó đẹp hơn con Oppo này. Thứ hai nữa là cái màn hình của nó, là màn hình của con Vivo này to hơn Oppo, thế nên em sẽ xem phim đã hơn. Em có biết gì đâu anh, em chỉ quan tâm vụ đi trong với camera thôi. Thì với 9 triệu em chọn máy nào? Tại vì nó chụp tự nhiên hơn ấy, kiểu nó ảo một cách tự nhiên ý mọi người. Ờ, với cái giá này thì để mà tiếp cận với người dùng thì mình thấy Oppo sẽ dễ tiếp cận hơn, nên mình sẽ chọn cái này. Rồi và các bạn của chúng ta thì cũng đã có câu trả lời. Vậy còn anh em thì sao? Lựa chọn của anh em là gì? Khi mà anh em đi mua điện thoại thì tiêu chí nào sẽ là tiêu chí mà anh em thích nhất, anh em quan trọng nhất, anh em thấy rằng là nó là yếu tố quyết định để anh em lựa chọn một chiếc smartphone? Màn hình, cấu hình, camera hay là thiết kế thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Anh Em TV. Bởi vì sắp tới nếu như có bất kỳ sản phẩm nào mới, bọn mình cũng sẽ ngay lập tức so sánh cũng như là chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhé. Bye bye.